Video ngày hôm nay em Mr. Trump sẽ được gửi tới toàn thể các bác mẫu xe siêu máy dầu rất là rộng rãi và to cao và cực kỳ bền bỉ các bác nhá. Form dáng đẹp. Chiếc xe này đời cũng tương đối là cao đây, mà giá tiền thì cũng khá là phải chăng các bác nhá. Các bác cùng xem hết video để được biết về chất lượng và để được biết về giá của chiếc xe này là bao nhiêu các bác nhá. Rồi các bác quan tâm liên hệ bên em thì bên em chốt giá đẹp nhất cho. Máy dầu các bác nhá. Máy dầu form mới. Đây các bác nhìn xem. Chiếc xe có thiết kế mũi thở trên cabo rồi này. Đấy, và đây là phần đèn của chiếc xe này. Đấy, lốp của xe vẫn còn rất là dày luôn nhá. Đây các bác nhìn xem. Chiếc này của bên em được mang tên là Toyota Fortuner các bác ạ. Toyota Fortuner nhá, sản xuất năm 2015. Máy dầu 2.5 một cầu, 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi các bác nhá. Rất là rộng rãi luôn. Nội thất là màu kem và là màu đen, bên ngoài nó là màu ghi, một cái màu rất là đẹp của dòng xe Toyota Fortuner này, một mẫu xe đến từ đất nước Nhật Bản đây. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Xe thì vẫn còn rất là mới luôn. Tổng thành nội ngoại thất của xe rất là mới các bác nhá. Đây trần của xe đây ạ. Trần được thiết kế là trần lỉ bọc ni lông bên ngoài và có hai dàn điều hòa, một dàn điều hòa được nằm ở trên trần đây và có cửa gió thổi trên trần các bác nhá. Và một dàn nữa được nằm ở khu vực tablo và có cửa gió, có bốn cửa gió thổi ở khu vực tablo này. Đây là phần nội thất bên trong mà em đang bắt đầu di chuyển vào và quay cho toàn thể các bác xem. Các bác đang quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ cho bên em chốt giá đẹp nhất cho toàn thể các bác mua các bác nhá. Tiến sẽ quay kỹ cho các bác hình xem sau. Đấy, một số tay lắm cầm của xe cũng đã được ốp lốp rồi. Đấy, xe đẹp zin, hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi, một chiếc xe vẫn còn rất là zin các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin. Xe thì đã được lên form mới rồi. Mẫu này các bác mua về để mình chạy gia đình hay là chạy bất cứ về cái việc gì đều là hợp lý. Đúng không? Đều là hợp lý luôn. Đây các bác nhìn nhá. Đèn của xe đây, đèn mới rồi. Đèn thì của đèn của xe đây, các bác nhìn xe này. Đấy, đèn mới thì nó sẽ có một cái vị trí đấy, nó đưa xuống một chút đúng không ạ? Và phía sau có những cái mắt cảm biến chống va chạm. Đây là phần form dáng bên ngoài mà em đang tiến tới và quay cho gửi tới toàn thể các bác xem nhá. Đấy, trang bị có bậc bệ bước lên bước xuống này. Đấy, giá nốt của xe thì rất là dày đây đúng không ạ? Đấy, rất là dày đây. Đấy, có sinh nhan báo rẽ nằm bên gương này các bác nhá. Đăng kiểm của xe tháng 9 năm 22. Kính của xe bọc dán xung quanh toàn bộ hết rồi. Máy dòng xe Toyota Fortuner này lổ cực kỳ chất luôn. Máy lổ nó không kêu to như là một số những mẫu xe khác đâu các bác nhá. Tương đối là êm đấy ạ. Tuy rằng máy dầu nhưng lổ khá là êm. Được thiết kế là máy dọc cầu sau. Máy dọc cầu sau các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ gửi tới toàn thể các bác xem thật là kỹ về chiếc xe Toyota Fortuner này của bên em. Bên em có cả con 2015 số tự động máy xăng một cầu nữa các bác nhá. Đấy, và có cả 2009, 2010 nữa. Bác nào mà thích máy dầu thì hiện tại em có một con này cho toàn thể các bác mình đây. Bây giờ thì em sẽ quay kỹ hơn để các bác xem. Về phần keo chỉ đây các bác nhìn xem là keo chỉ vẫn còn này. Đấy, keo chỉ vẫn còn zin hết, zin nguyên hết này. Đấy, keo chỉ không mất phân nào các bác nhá. 480 cây cỡ xe còn tươi như mới luôn. Các bác nhìn xem, tươi như mới luôn này. Đây các bác nhìn xem những đồ nhựa, những đồ da. Đấy, những phần tâm đi cánh cửa đây các bác nhìn xem này. Rất mới đúng không ạ? Có loa ở đây rồi các bác nhá. Đấy. Và đây là phần vách cửa của xe. Những con bu lông đây các bác nhìn xem, những cái phần khóa đây các bác nhìn xem. Đấy, vẫn còn trắng và vẫn còn rất là sáng luôn đúng không ạ? Sàn thì bọc da rồi. Và vách cửa tiếp theo của xe đây, các bác nhìn xem này, móc chốt khóa, tem mác cứ còn nguyên hết này. Đấy, và ghế đây. Đấy, ghế đẹp nguyên hết các bác nhá. Côn số lái của xe thì rất là nhẹ và ngọt. Đấy, những cái vị trí sần nhựa đây các bác nhìn xem, những vị trí sần nhựa vẫn còn đẹp nguyên này. Đây, vị trí sần nhựa vẫn còn đẹp nguyên này các bác nhìn xem. Đây là cần số của chiếc xe các bác nhá. Da này là da zin đây. Còn ở vị trí trong đây thì các bác thấy là có cái chỗ để cho mình tắt bật dàn điều hòa phía sau, cảm biến và sấy kính đây. Đấy, cổng điện ra 12V đây các bác nhá. Côn số lái nhẹ nhàng và rất ngọt ngào. Ở chỗ này thì các bác thấy là có túi khí an toàn, một túi được nằm bên đây và một túi được nằm ở giữa cái vô lăng kia các bác nhá. Đấy, hai túi khí an toàn luôn. Ở chỗ này để cho mình đồ này. Ở đây cũng vậy này. Sách hướng dẫn của xe vẫn còn nguyên trong đây các bác nhá. Màn hình giải trí có kết hợp cả cam lùi nữa rồi, được nằm ở đây. Đấy. Và có cả đây là cái cam hành trình của xe nhá. Đấy, có cả cam hành trình nữa rồi các bác nhá.
và những cái công tắc phím bấm điều hòa của chiếc xe các bác nhìn xem vẫn còn rất là đẹp mắt luôn này, các bác nhìn xem này, đấy rất là mới luôn đúng không ạ. Đấy, khiển cửa xe là khiển cửa zin nguyên các bác nhá. Đấy, vô lăng của xe thì vẫn còn rất mới đây, vô lăng do vần nắm ít mà vần và cầm lắp ít cho nên là vô lăng của xe vẫn còn rất ok. Đấy, rất là mới luôn các bác nhìn xem, rất là mới luôn. Có phím điều khiển được làm ở hai bên, ở đây và bên kia các bác nhá. Và túi khiết toàn được làm ở giữa vô lăng. Ở đây là logo của xe đây. Logo không bị bạc hay là bị mòn gì cả. Đấy, vô lăng đẹp chưa? Đấy, rất là chuẩn luôn, phanh ăn. Côn nhẹ, số nhẹ các bác nhá. Em hiện tại đang review rất là chi tiết cụ thể cho các bác mình xem. Đấy, cửa đóng êm chắc, tôn vỏ xe là không tốt bả mà tiếp. Vỏ xung quanh đều là kêu long quang hết như thế này các bác nhá. Tay nắm cầm của xe đều được ốp lốp hết rồi. Đấy, kính của xe đều là kính zin hết các bác nhá. 2015 thì nó thể hiện luôn số ở đây các bác này. Thể hiện cái số 15 ở trên đây này. Khi mình bước lên trên chiếc xe này đấy ạ, thì mình phải bước vào cái bậc kia thì mình mới bước lên được nhá. Bởi vì chiếc xe này với cái chiều cao nó là khoảng 2m các bác nhá, 1-2m. Và 2m một chút. Với chiều dài là xích xoát 5m các bác nhá. Rất là to cao dài rộng. Và khi đóng cửa lại thì cái form dáng bên ngoài nó sẽ có cái hình dáng như này. Đây các bác nhìn xem nhá. Form vỏ căng đét luôn đúng không ạ? Và dòng xe Fortuner thì nó đều thiết kế có những cái body bánh trước, body bánh sau. Đấy, nhìn rất là khỏe xe. Và tiếp theo đây ạ. Các bác đón xem vị trí tiếp theo của xe nhá. Đây, bốn cánh của xe đẹp như nhau hết này các bác nhìn xem. Đấy, đẹp như nhau hết luôn. Đây các bác này. Đồ nhựa tắp đi tắp nô, cái cửa xe thì như mới luôn. Rất là mỡ đúng không ạ? Rất là sáng. Rất sáng luôn. Kiểu nó không bị bạc đi theo thời gian đấy ạ. Thực ra thì chiếc xe này bây giờ cũng sử dụng được mấy năm rồi đúng không ạ? Đấy, được loanh quanh 6-7 năm rồi. Nhưng mà được như chiếc xe này thì thực sự là không có nhiều các bác nhá. Đẹp như con xe này là không có nhiều trên thị trường đâu. Và chiếc xe này thì bên em đã tuyển chọn, đã xem, đã test rất là kỹ rồi, rất là kỹ trên chiếc xe này rồi các bác nhá. Cho nên là mình yên tâm về chất lượng xe khi mình mua. Đấy, khi mình mua chiếc xe này. Và các bác có thể là mình cho thợ đến kiểm tra thoải mái nhá. Và đây là phần ghế thứ hai của xe đây. Bộ ghế mới tinh luôn. Đấy, nội thất rộng rãi, khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó rất là rộng. Các bác nhìn xem rất là rộng đúng không ạ? Và chỗ này có vị trí để cho mình đựng nước này. Đấy. Nước các bác nhá. Và ở hàng ghế thứ hai thì cũng có cửa gió để thổi xuống cho hàng ghế thứ hai. Và hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió thổi cho hàng ghế thứ ba các bác nhá. Và khi mình muốn bước về phía sau thì gập ghế này lại. Đấy. Gập ghế lại và mình lưng nó lên. Lưng lên các bác nhá để bước về để bước về phía sau. Đây. Khi lưng lên thì nó sẽ như thế này và các bác mình sẽ bước về phía sau. Hàng ghế phía sau thì được lưng lên. Đấy, lưng và treo dựng lên trên cái phần trần này các bác này. Khi mình ngồi thì mình hạ nó xuống các bác nhá. Đấy. Và sàn của xe đây các bác nhìn xem, sàn của xe thì nó vẫn là sàn lỉ nguyên zin này, nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Rồi, những cái móc khóa đây các bác nhìn xem còn khá là sáng. Cột kèo đinh tán nguyên zin nguyên bản, không mất một đinh nào các bác nhá. Cam kết và bảo hành cho các bác mình về chất lượng của xe. Đấy, những chiếc xe nhiều tiền, những chiếc xe lớn tiền như này thì bên em cam kết bảo hành tuyệt đối cho các bác mình yên tâm nhá. Các bác mình có thể là kiểm tra thoải mái trước khi mình mua mình xuống tiền. Và bên em có thể là đảm bảo cho các bác mình, các bác cứ mang xe về sai lỗi. Đấy. Bên em tả sai mà xe mà bị lỗi thì các bác mình có quyền là hoàn lại xe, bên em hoàn lại tiền các bác nhá. Các bác mình trả xe bên em để bên em hoàn lại tiền cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, đầy đủ luôn. Kính tặng các bác mình số tiền cho các bác mình đi lại nữa. Vâng, yên tâm chưa ạ? Như vậy các bác mình đã yên tâm rồi. Đấy, thì các bác mình cùng đón xem nốt nha các bác. Đèn những chiếc xe đời cao như này thì nó thiết kế là ở giữa màu đỏ này, bên biển thì nó là màu đen. Đây. Biển Hà Nội các bác nhá. Biển Hà Nội thì mình lợi nguyên cái biển rồi đúng không ạ? Mình lợi cái biển rồi. Lốp phòng của xe được đặt ở phía dưới nằm ở đây. Và đèn đây, em quay kỹ cho các bác xem này. Đèn zin các bác nhá, đèn trước đèn sau đều đèn zin luôn. Có đuôi gió rồi các bác nhìn xem là có cái cần gạt mưa, thanh gia lốc đầy đủ đây. Đấy, với chiều cao đây thì em dơ lên mà quen không hết được lóc. Vâng, rất là cao luôn.
Em mở ra cho các bác xem phần cốp phía sau nhá. Cốp phía sau đây ạ. Cốp phía sau rất là to, để đồ rất là nhiều. Ngoài ngồi ra được là 7-8 người ra rồi thì các bác mình vẫn để được hàng, để đồ phía sau. Với độ rộng của chiếc xe này thì các bác có thể là ngồi lên đến cả là trên 10 người các bác nhá. Ngồi trên 10 người cũng được luôn. Lốp đây ạ. Các bác nhìn xem lốp rất dày. Mua xe này mình lợi bộ lốp rồi đúng không ạ? Lợi nguyên cái bộ lốp này rồi. Và cùng lốp xem, các bác mình sẽ nhìn cho em một số vị trí nhá. Đây, cho em một số vị trí. Mép cửa đây ạ. Các bác nhìn xem này, keo chỉ này. Đây, keo chỉ nó còn nguyên hết này. Gioăng cánh, gioăng khung, mọi cái gioăng, tất cả những cái gioăng của xe đều là gioăng zin, đều là gioăng zin nguyên bản các bác nhá. Tem này, tem cái tem này hiển thị là báo là chốt trẻ em này. Cái tem này vẫn còn nguyên đây các bác xem, còn nguyên nhá. Bốn tấm cái cửa của xe này đẹp zin rất là mới. Chỗ này vị trí này là được sơn vân gỗ này. Đây công tắc kính điện, vị trí bằng da. Tay nắm cửa xe ốp lốp các bác nhá. Đây, vách cửa của xe đây chỉ có hiện tượng hơi bẩn chút thôi. Đây, các bác nhìn xem những cái bu lông ở đây nó vẫn còn rất là mới luôn này. Hai con bu lông này các bác nhìn xem trắng, vẫn còn trắng phau đúng không ạ? Nhạc âm thanh của xe nghe tuyệt vời. Gầm sàn sáng đẹp, không mục mọt và không han gì gì. Tôn vỏ xe không bị va chạm như nào. Tất cả hai bên đều gõ kêu long con hết. Toàn thể các bác nhá. Đây, rất là kỹ càng đầy đủ cho các bác mình này. Các bác gần xa trên mọi miền tổ quốc, các bác ở bất cứ tỉnh thành nào ở trên mọi miền tổ quốc, hãy đến với trực tiếp siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Bác nào không đến được trực tiếp thì bên em có thể mang xe, ship xe đến tận nơi cho toàn thể các bác nhá. Ship đến tận nơi, đến tận nhà, đến tận cửa nhà cho các bác luôn, để các bác mình xem kiểm tra. Đấy, xem kiểm tra thấy ưng thấy ok, lúc đấy mình mới xuống tiền mình mua các bác nhá. Tất nhiên là ok thì mình mới mua rồi đúng không ạ? Không ok thì các bác mình có thể nào gửi lại xe bên em mà đúng không ạ? Em quay gần một chút cho toàn thể các bác xem cái đồ nhựa của cánh cửa xe này các bác nhìn này. Đấy, từng đây năm thế nhưng mà đồ nhựa xe nó còn đẹp nguyên như mới luôn các bác nhìn xem. Đấy. Đây là tổng nâng hạ kính của chiếc xe các bác nhá. Kính lái là kính một chạm auto. Đấy, loa tiếp theo của xe đây. Đây cầm tuyệt lắm đây. Chỗ này có một cái loa nữa các bác nhá. Đấy, vách cửa nữa đây. Vách cửa cực đen. Những cái vị trí này các bác nhìn xem này, những cái vị trí thanh giảm giật của chiếc xe này. Giảm chấn, giảm giật đấy. Nó không bị làm sao cả, nó còn sáng, còn trắng phau như vậy đúng không ạ? Đây nữa này các bác này. Đấy, còn trắng phau như vậy, tem nguyên, bu lông ở đây chưa bị tháo vặn gì các bác nhá. Chưa bị tháo vặn gì luôn. Và có cái vị trí này thì nó bị tuột, em sẽ thiết kế luôn. Đây, cái này là để cho mình lưng ghế và hạ ghế đấy, ngả ghế và lưng ghế lên. Chỗ này vị trí này có một cái chỗ để cho mình đựng nước đựng đồ nữa nhá. Còn đây là chỉnh gương điện các bác nhá, để chỉnh gương điện. Rồi tiếp theo ạ. Đây, vị trí gật gù vô lăng của xe được bọc ni lông vẫn nguyên này các bác này. Các bác xem thêm vị trí nào, muốn xem thêm vị trí gì, bất cứ chỗ nào của chiếc xe, hãy kết nối Zalo cho bên em. Em đọc số điện thoại cho các bác mình lưu vào nhá. Em đọc thường xuyên thế nhưng mà em vẫn cứ đọc liên tục để cho các bác mình nhớ và các bác mình lưu vào. Đấy là số 093 8586307 và 0389000555 và 0335838389. Đấy, Zalo bên em dùng theo hai số đó luôn các bác nhá. Em mời các bác xem nốt cái phần vỏ bên ngoài như là gầm và máy của xe lốt các bác xem nhá. Đấy. Sơn xi tôn vỏ xe này cực kỳ ok luôn này các bác nhìn này. Pu lốp gầm sàn đây. Đây các bác xem phần gầm nhá. Đây gầm của nó đây này các bác này. Không vấn đề gì luôn, rất mới. Máy số zin nguyên hết các bác nhá. Bên em đã vệ sinh nội ngoại thất rồi và cũng đã vệ sinh máy rồi. Nên mở phần bằng máy động cơ ra cho thật để các bác ngắm luôn.
máy zin, máy còn rất mới. Các bác chờ trong giây lát. Dạ vâng, được rồi ạ. Đây rồi các bác nhá, đây là phần khoang máy của chiếc xe mà em đang muốn gửi tới cho các bác xem đây. Máy của hãng Toyota thì các bác biết rồi. Đó là vô địch rồi, đúng không ạ? Bền vô địch luôn. Bền vô đối luôn. Để khó có những cái loại xe nào mà vượt qua được, đúng không ạ? Đây máy đây nha các bác nhá. Máy rất là mới luôn các bác nhìn này. Nó vẫn còn chấm sơn ở một số vị trí này. Còn chấm sơn. Động cơ đây em quay gần cho các bác mình xem một chút. Máy zin hết, máy số zin nguyên các bác nhá, cầm vệ chạy chắc, vào sóc không tiếng kêu gì, các bác yên tâm dùng thôi, không chê được về chất lượng chiếc xe đâu, quá đẹp rồi. Đây nha các bác xem bớt cho em phần gì rồi. Như vậy chiếc xe Toyota Fortuner 2015 máy dầu số sàn 2.5 này em đã review và quay gửi tới toàn thể các bác xem chi tiết rồi. Các bác liên hệ sớm cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này các bác nhé. Bên em thì đang bán chiếc xe này với số tiền là cũng gần 700 triệu. Đấy, gần 700 triệu trên 600 triệu và gần 700 triệu các bác nhá. Gần 700 triệu. Đấy các bác nhá. Các bác lưu ý cho em và các bác mình cứ alo để bên em chốt giá tốt cho mình để mình mua các bác nhá. Sẽ có một mức giá ok nhất cho mình để mình tiến hành mình vào việc chiếc xe này. Thủ tục sang tên đổi biển bác nào cần bên em hỗ trợ cho. Bác nào mà không sang tên đổi biển thì để nguyên biển bên em làm công chứng cho. Biển Hà Nội rồi mà, để nguyên biển được. Vấn đề gì cả, đúng không ạ? Mọi thắc mắc các bác cứ alo nhá. Mọi giải đáp các bác alo. Đấy, các bác mình có thể là alo bên em để thương lượng về giá nữa. Các bác mình mua được giá bao nhiêu thì cứ báo bên em. Bên em thấy có lãi là bên em sẽ để cho bác thôi. Quan trọng là các bác mình có thích chiếc xe này không đã. Nếu thích rồi cứ nhấc máy alo bên em để chốt giá các bác nhá, kiểu gì các bác cũng sẽ mua được, cứ làm sao bên em có lãi là bên em sẽ bán cho các bác thôi các bác nhá. Vâng, video này em quay xong rồi. Các bác mình em nhớ những cái thủ tục còn lại đấy là nhấn like này và nhấn chia sẻ để là một cách ủng hộ em, cũng như là các bác nào mà muốn xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày và hàng giờ thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trên trang fanpage của Facebook để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.